Rồi, câu số 39 là một câu liên quan đến module của số phức. Bài toán kêu là tìm module của số phức Z, biết rằng Z trừ 4 bằng 1 cộng Y nhân module của Z trừ 4 cộng 3Z nhân cho Y. Rồi, thì nếu như các bạn để ý kỹ cho mình, chính là nếu như chúng ta đặt Z bằng A cộng BI, ta mình ghi đây ha, nếu đặt Z bằng A cộng BI, thì điều này khá là khó để chúng ta xử lý bài toán này. Rồi, trước hết, từ cái yêu cầu bài toán, mình thấy là nó như sau. Những cái nào có chứa ẩn z chúng ta đưa vào một vế, đúng không? Và những cái nào chúng ta có chứa ẩn module z ta sẽ đưa vào vế còn lại, dùng cái phương pháp đó là chúng ta module hai vế thì chúng ta xử lý tiếp. Rồi, đây chẳng hạn như đây có z đúng không, đây nó sẽ là bằng cái gì, mình đưa cái số 4 của bên kia 4, rồi ở vế bên đây cộng với lại module của z đúng không, cộng với lại module của z nhân với lại y, rồi ở đây là trừ 4 y, rồi ở đây là trừ 3ZY, thì mình sẽ đưa về với còn lại là cộng 3ZY. Đây, nhìn thế này. Rồi ở đây mình sẽ đặt Z là nhân tử chung và sẽ có được ở đây đó là 1 cộng với lại 3Y. Nó sẽ bằng, rồi những cái nào có chứa phần thực thì mình sẽ để riêng ra là 4 cộng module của Z. Rồi mình gom nó thành một nhóm. Rồi những cái chứa phần ảo đó là module của Z trừ đi 4. Mình sẽ nó thành một nhóm nhân với Y. Rồi chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chúng ta lấy module hai vế, lấy module hai vế chúng ta được cái gì, đây là bằng module của z nhân cho 1 cộng 3y, chính là bằng module với bên phải đó chính là bằng module của 4 cộng module z được một nhóm cộng với lại module của z trừ đi 4 y đây. Rồi thì ta có module của một tích thì bằng tích các module, đó chính là bằng module của z nhân cho module của 1 cộng 3y và nó chính là bằng căn 10. Và nó là bằng cái gì đây? Module của cái đằng sau chính là bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần ảo bình, đó là 4 cộng module của z tất cả bình phương cộng với lại module của z trừ đi 4 tất cả bình phương. Rồi nếu như bạn để ý kỹ thì cả cái phương trình cuối cùng này, phương trình sau này, tất cả đều theo cái ẩn, tức là ẩn module Z. Mình đặt module của Z bằng T. Đây, ta sẽ đặt module của Z bằng T. Đặt module của Z bằng T với điều kiện ở đây đó là T phải lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, thì nó sẽ là bằng cái gì? Đây chính là bằng căn 10T. Chính là bằng căn bậc 2 của 4 cộng T tất cả bình cộng cho t trừ 4 tất cả bình phương. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần việc chúng ta giải ra t đó là xong, thì mình sẽ chuyển Casio để chúng ta làm việc này ha. Rồi thay vì việc là mình ship xôn nó lâu đúng không, mình sẽ nhập cả biến thức vào rồi mình thế từng cái giá trị của t trên đáp án vào, 4 cộng t tất cả bình phương, 4 cộng x tất cả bình phương cộng với lại x trừ 4 tất cả bình phương và cái này trừ cho căn 10x đúng không, căn 10x. Và mình bấm phím K, mình có những đáp án. Thứ nhất là 2. Nó ra không? Ồ, và đáp án A là đáp án chính xác ở đây. Còn nếu như các bạn chưa chắc chắn lắm, bạn có thể thử thêm. Ví dụ câu B, đó là số 4. Bấm phím K cho số 4 là không đúng. Câu C là 1 phần 2. Cũng không đúng. Câu D là 1. Đó, thì như các bạn thấy đáp án chính xác ở đây là phương án A. Vậy thì thay vì chúng ta đặt Z bằng A cộng BI và chúng ta giải thì nó rất rất là phức tạp và cũng như là dễ gây sai lầm khi chúng ta tính toán đúng không? Vậy thì cái việc là chúng ta tách ra bên một bên thì chứa toàn bộ đó là cái số Z, bên còn lại chứa toàn bộ là module của Z. Rồi thì chúng ta tách thành hai vế. Chúng ta sẽ áp dụng cái việc là chúng ta lấy module hai vế để chúng ta giải phương trình thôi. Cảm ơn đã xem, bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.